Một bộ bàn ghế chính là một trái tim, là linh hồn của gian phòng khách đó. Tuy nhiên là việc lựa chọn được một bàn ghế ưng ý chưa bao giờ là dễ dàng cả. Và khi mua hàng thì quý khách hàng nên lưu ý phải dựa vào ba yếu tố, đó chính là chất lượng, là thẩm mỹ, thứ ba là giá cả phải chăng. Hôm nay Sơn Đông sẽ giới thiệu đến quý khách hàng một bộ bàn ghế mang tên là bộ bàn ghế chạm đào đẹp Sài Gòn, chắc chắn sẽ đáp ứng được tất cả các yếu tố trên. Một chất liệu gỗ đỏ được nhiều gia đình ưa chuộng. Người ta thường gọi gỗ đỏ là một chất liệu gỗ quốc dân, bởi hơn 80% khách hàng đến với Sơn Đông đều yêu cầu sản phẩm được làm bằng chất gỗ này. Chúng được xếp vào loại gỗ nhóm 1 với rất nhiều những ưu điểm mà khi ai nghe qua cũng phải trầm trồ. Gỗ gò đỏ là loại cây sinh trưởng chậm, do đó mà gỗ gò đỏ rất chắc, nặng. Chúng có độ bền cao và chắc chắn, gỗ không bị mối mọt, không bị thấm nước nên không lo bị ẩm mốc. Có khả năng chịu lực tốt, chịu được va đập mạnh, không bị cong vên, mà từ đó tuổi thọ các sản phẩm làm từ loại gỗ này có thể lên đến hàng trăm năm. Và đặc biệt, chúng có rất nhiều vân gỗ đẹp, vân gỗ của chúng nổi bật, không bị phai do tác động của thời tiết, mà ngược lại càng dùng càng sắc nét. Những đặc điểm này đã lý giải vì sao gỗ gò đỏ chiếm được sự ưu ái của đại đa số khách hàng. 2. Thiết kế chạm đào chân thật sống động. Bộ bàn ghế phòng khách này mang đậm phong cách truyền thống và lẫn hiện đại, với những đường nét hoa văn được đục chạm tỉ mỉ trên từng chi tiết, cho ra một kiệt tác khiến nhiều người mê mẩn. Hình ảnh chủ đạo trong bộ bàn ghế gò đỏ là trái đào sắc nét bởi tay nghề giàu kinh nghiệm của những người thợ lão làng của Sơn Đông. Những quả đào căng mọng sống động như thật với vô vàn ý nghĩa, đặc biệt là trong phong thủy, mang đến sự may mắn sung túc, tượng trưng cho một sức khỏe dồi dào, toàn phúc, toàn thọ, cầu tài, cầu lộc, nâng cao vượng khí cho gia chủ. Những chi tiết còn lại như yếm bàn, yếm ghế được tô nét thêm bằng những hình ảnh hoa lá tây, hổ phù chạm nổi, thể hiện sự mạnh mẽ, xua tan đi những điều không tốt đẹp. Và toàn bộ bề mặt sản phẩm được làm theo kiểu mặt liền, với những khối gỗ được Sơn Đông dày công tuyển chọn, cho ra một vẻ đẹp không thể hoàn hảo hơn. Độ dày bề mặt lên đến 2,2cm làm nên sự chắc chắn và bền bỉ khi sử dụng. Bộ bàn ghế chạm đào được làm với kích thước tay cột 12, một kích thước cơ bản cho một sản phẩm bàn ghế phòng khách. Nếu không gian đặt để của quý khách ngang trên 3m là có thể chốt ngay sản phẩm này rồi nhé. 3. Giá thành không thể hợp lý hơn. Một sản phẩm phòng khách điểm 10 cho chất lượng, với tính thẩm mỹ đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối. Hơn nữa, những sản phẩm của nhà Sơn Đông còn nổi tiếng với quy trình sản xuất nghiêm ngặt, tẩm sấy gỗ kỹ lưỡng, lọc giác lên đến 98% đạt chuẩn chất lượng. Đi kèm với đó là một chế độ bảo hành chuyên nghiệp lên đến 5 năm và bảo trì vĩnh viễn tận nhà, nhưng lại đi đôi với một mức giá cực kỳ hợp lý. Thế còn lý do nào để bạn phải chần chừ từ chối sản phẩm này? Và mọi thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay xem qua số điện thoại 0792257617, hoặc có thể trực tiếp đến với Sơn Đông chi nhánh tại Cần Thơ ở địa chỉ số 99B, đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và video đến đây là kết thúc. Kính chúc quý khách sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.